Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 154, bao gồm có tất cả là 15 cây cần hàng Nhật Bản. Và lô cần của em ngày hôm nay thì có chiều dài tương ứng từ 1m8 đến 3m9, và tất cả đều là chất liệu phíp, dạng cần ráp khúc có từ 2 đến là 3 khúc. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một vài cái cây cần bạo lực, cần câu biển nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, và anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với mọi người cây cần đầu tiên thế này. Thì cây đầu tiên ở đây em có là đây là một cây của Olympic đây ạ. Thì cây này có chiều dài là 1m8, bao gồm có 2 khúc. Cần cán của cần, cần chui như thế này nha mọi người. Thì nó có một vài vị trí nó bị bong tróc cái son nhị thôi. Còn những cái vị trí khác ở phía trên này, thì cây này mặt ngoại hình ở phía trên này khá là ok. 2 khúc ok. Bát của cần là bát gập Fuji FS6. Và khuyên của cần là hầu hết là khuyên Fuji, có tất cả là 9 khuyên luôn ạ, bao gồm cả đầu bu. Có tất cả là 9 khuyên. Và các khuyên này là khuyên Fuji nha mọi người. Khuyên vẫn còn khá là sáng. Đầu bu của cần thế này. Đây là khúc ngọn, khúc gốc của cần thì ngoại hình khúc gốc của cần, cái Olympic. Và khúc gốc của cần thì có khuyên cái này là khuyên loại xứ thường nha mọi người. Khuyên này là loại xứ thường, các khuyên khác là khuyên Fuji, và có một vài khuyên là dạng là khuyên một chân thế này. Một chân đó khuyên. Và tất cả là 9 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Và cây này thì cái phần vị trí liên tiếp này nó bị oxy hóa nhẹ cái bằng vị trí đầu thế này thôi nha. Đây cái vị trí miếng thiết bọc cái đầu cần thế này thôi này. Ngoại hình thì không có trầy xước gì đáng kể cả. Cây số 1 này thì nặng 124g và độ lớn ngọn là 1 ly 2, và độ cứng là 20 theo thông số trên cần. Và ngọn của cần là dạng ngọn tháp ạ. Cây số 1 dạng ngọn tháp nha. Và cây số 1 này có giá là 350.000. Cây số 1. Tiếp đến cây số 2. Cây số 2 ở đây em có, đây là một cây của Ryobi. Cây này thì dài 2m1, bao gồm có 2 khúc ở đây. Thì cây này phần cán nó bị bong tróc cái sơn màu đen bên ngoài, cán gỗ nha mọi người. Bát inox vàng như thế này. Tem của cần. Thì về mặt ngoại hình cây này có bị bong tróc một vài vị trí đầy xước như thế này nha. Cây này là của Ryobi, dài 2m1 và độ cứng là 40. Độ cứng 40 theo cái dạng ngọn tháp nha mọi người, độ cứng từ 30 đến 40. Thì cây này là mặt ngoại hình một vài vị trí nó cũng có bị sự bong tróc nha. Cái ngọn của cần thì dạng ngọn tháp mà màu sơn rồi màu trắng, nên một vài vị trí nó cũng có bong ra, nó với lại nó hơi ngã và màu kem một tí. Khuyên thì tất cả khuyên đồ của cần đều là khuyên Fuji cả. Cây này có tất cả là 7 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khúc thứ hai thì cũng có bị trầy xước nữa này. Cây số 2 này nặng là 217g và độ lớn ngọn là 1 ly 5. Ngoại hình của khúc thứ hai và các khuyên của cần. Và đầu bu của cần này. Ngọn đồ lớn ngọn là 1 ly 5 và độ cứng tầm khoảng 30 đến 40 và dạng ngọn tháp nha mọi người. Thì cây này độ mới tầm khoảng 65 đến 70% thôi, 65 nha mọi người. Bởi vì một cái ngọn nó hơi bị ngã màu một tí. Cái màu sơn của ngọn này. Rồi bông khuyên của cần còn khá là sáng. Tất cả đều là khuyên Fuji. Và cây số 2 này nặng là 217g và cây số 2 có giá là 410.000. Dài 2m1, bao gồm có 2 khúc. Tiếp đến cây số 3. Cây số 3 ở đây em có là một cây cần câu biển nha mọi người. Chúng ta câu ghe trên biển thế này. Cây này dài 1m8, bao gồm có 2 khúc như này. Thì cây này phần cán nó có vẻ gỗ nó hơi nặng phần cán một tí nữa. Cán của cần thế này.
vị trí tay cầm Bass Inox vàng ạ. Và cây số 2 này là một cây số 3 đây là một cây của Olympic, thì một vài thông số nó bị bong ra nha mọi người. Người ta mua lớp mật in bên ngoài thông số ra. Cán của ta. Đây, cái vị trí này là keo quấn luôn. Vệ sinh nó còn sót vị trí này. Khuyên là khuyên fuxi cả. Tất cả đều là khuyên fuxi, có tất cả là 4 khuyên và một đầu bu. Đầu bu của cần là đầu bu đồng rọc. Là cao biển. Đồng rọc nha. Bu thì khá là ok. Khuyên của cần cũng vậy, khuyên của cần khá là sáng. Khuyên rất là sáng. Có tất cả tính là nếu kính cả đầu bu thì tổng cộng là 5 nha mọi người, 5 khuyên. Thì về mặt ngoại hình thì cây này chỉ có phần vị trí cái phần cán nó bị bong tróc và vị trí phần cán thế này. Và mặt in thông số nó bị bong ra. Còn màu sơn của cần thì khá là ok. Không có trầy xước gì đáng kể cả. Đây. Khúc thứ hai thế này. Cây số 3 này nặng là 698 g quý vị kìa. Nó nặng hơn khúc cán này. Và có độ lớn ngọn là 3.9 và độ cứng tên là cái này, cây này ta câu bạo lực được nha mọi người. Cứng tầm khoảng 100 tới 120, cây này khá là cứng nè. Và cây số 3 này có giá là 500.000. Tiếp đến là cây số 4 ạ. Cây số 4 ở đây em có là một cây dài 2m1 bao gồm có hai khúc, và cây này cũng là dạng còn một cây câu biển nha mọi người. Và cây này đây là cây đai qua dài 2m1. Thì cây này và mặt ngoại hình cũng khá là ok, trầy xước rất là nhỏ thôi. Và cây này cũng giảm cân bạo lực. Đây, tem của thông số của cân. Đai qua 2m1. Ngoại hình thì không có trầy xước gì đáng kể. Bách là bách gặp fuxi. Fuxi xích, bách gặp fuxi xích đây. Vị trí này nó bị dính, đây, nó bị bong nhẹ một cái lớp bên ngoài thôi, lớp sơn của cái cần. Khuyên của cần đây ạ, khuyên của cần thì khá là ok nhé. Đầu bu của cần là đầu bu đồng rọc và có tất cả là 4 khuyên và một đầu bu, và các khuyên của cần đều là khuyên fuxi cả. Fuxi loại sứ trắng minh trong. Và cây số 4 này nặng là 522 g. Và có độ lớn ngọn là 5.2 ly. Và có độ cứng cũng tầm khoảng là 100 đến 120 luôn ạ. Và cây này cũng cần cân bạo lực nha. Trên 120 luôn nha mọi người. Cây này khá cứng. 120. Và cây số 4 này có giá là 580.000. Tiếp đến cây số 5. Cây số 5 ở đây em có cũng giống như cây số 4. Hai cây này có ngoại hình giống, khá giống nhau nha mọi người. Nó chỉ khác cái dạng khuyên thôi. Và cây số 5 thì nó bị mất cái lớp tem do ở vị trí cái khúc thôi này. Cây số 5 này cũng là một cây đai qua nhưng mà nó bị bong cái lớp tem này ra rồi nha mọi người. Đây, nó giống cây số 4. Thì bát của cần cũng là bát gặp fuxi xích như thế này. Khuyên của cần đây. Đây, em giới thiệu về mặt ngoại hình trước. Đây, ngoại hình này coi phần cán của cần này nó có bị bong nhẹ một vài vị trí thôi. Còn các khúc, hai khúc còn lại thì trầy xước nhỏ thôi. Đây, trầy xước rất là nhỏ, không đáng kể. Như thế này, tem của cần. Đầu bu của cần là cũng là một đầu bu rồng rọc. Và khuyên là khuyên fuxi dạng khuyên một chân thế này. Khuyên fuxi nha, dạng thế này. Loại sứ trắng bên trong. Khuyên này còn khá là sáng. Tất cả có là 4 khuyên và một đầu bu. Đầu bu nữa là thành là 5. Và đầu bu là dạng đầu bu rồng rồng. Khuyên fuxi thế này nè. Dài 2m1. Cây số 5 này nặng là 522 g và độ lớn ngọn là 5 ly. Và cây này cứng cũng tầm giống như cây số 4 ạ. Hai cây này ta câu biển câu bạo lực. Cứng tầm 120 hết nha. Đây, cây này khá là cứng. Và cây số 5 này cũng có giá là 580.000. Tiếp đến là cây số 6 ạ. Cây số 6 ở đây em có là một cây của Olympic.
dài 2m13, đây thông số của cái cây số 6 này. Cái này bao gồm cả hai khúc này. Thì cây số 6 và mặt ngoại hình nó bị bong cái lớp tem ở bên ngoài như này. Nó bị xước bong này. Và phần cán của cần này nó cũng có bị xước phần cán như thế này nha mọi người. Bát inox vàng. Còn các khúc ở trên thì màu sơn của cần cũng khá là ok. Bát xước, những cái bát xước rất là nhỏ và mờ thôi. Cái xước khá là mờ. Khuyên của cần đều là khuyên fuxi cả. Cây này thì có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Và đầu bu của cần là dạng đầu bu rồng rồng. Tất cả các khuyên khá là ok. Như thế này. Cây số 6 này nặng là 562 gram. Nặng 562 gram và độ lớn ngọn là 3.7 ly. Cái này ngọn lớn nhưng các vị hơi dịu. Thì độ cứng tầm khoảng là 40 đến 50. Và cây số 6 này có giá là 450.000, dài 2m13. Tiếp đến cây số 7. Cây số 7 ở đây em có cây là một của cây hãng nội địa Nhật, tên là Familac, dài 39, bao gồm có 3 khúc như này. Thì cây này và mặt ngoại hình thì không được đẹp lắm nha mọi người. Nó có bị xước một vài đường, nó bị xước nhưng mà những cái đường xước nhỏ nhưng lại li ti thế này. Có nhiều vị trí xước thế này. Cán gỗ. Khuyên của cần là đều là khuyên fuxi cả. Khuyên này và fuxi loại xứ trắng khá là sáng. Ngoại hình thì cây này có màu sơn màu đen nhưng mà nó bị ong chóc. Và cái lớp keo của người sử dụng trước họ quấn lại, có vẻ coi như là họ đi keo là nó không được đẹp lắm đó. Nhìn nó hơi bị bóng bóng một tí này nha mọi người. Chuyển qua là cái có vẻ như là bị lâu ngày quá, nó bị nứt keo, họ quấn lại keo nè. Và đây lại keo. Và đây có những vết trầy xước thế này. Cây số 7 này nặng là 639 gram. Và độ lớn ngọn là 3 ly 9. Bát của cần là bát gập Fuxi FS7. Đây, cây của hãng nội địa. Dài 36 thì vị trí này nó bị bong cái lớp mực in ra. Khuyên của cần đều là khuyên Fuxi cả nha mọi người. Đây, khuyên vô sư loại sư tránh khuyên thì còn khá là sáng, khuyên này còn rất là sáng. Khuyên cái là khuyên vô sư loại sư tránh gặp được như thế này. Và đầu bu của cần, cây này ngọn là 3 ly 9 và đầu bu của cần như thế này. Ngọn 3 ly 9 nha. Và độ cứng của cây số 7 này cũng cứng tầm khoảng 40 đến 50. Ok. Và cây số 7 này có giá là 480.000, dài 36, bao gồm có 3 khúc. Tiếp đến cây số 8. Cây số 8 ở đây em có cũng là một cây dài 36, bao gồm có 3 khúc. Và cây này là của Olympic. Thì cây này phần cán này ạ. Nó bị bong tróc nhẹ phần cán này. Tem vào cần nha. Bát inox vàng. Các khúc thứ hai thì nó bị xước cái khúc thứ hai thôi nè. Khuyên của cần là khuyên Fuxi. Có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu và khuyên cái là khuyên inox gập như thế này. Khuyên các khuyên ở trên là đều là khuyên Fuxi cả, loại xương trắng bên trong. Các khúc thứ hai nó bị xước, khúc thứ hai và trời tróc sơn này. Còn những cái vị trí khác thì nhìn chung cũng khá là ok, màu sơn vẫn còn khá là sáng. Đây nó bị bong tróc như này nha mọi người. Cái này là nó bị dính cái lớp mà bẩn này. Khuyên của con loại xương trắng bên trong còn khá là sáng này. Đây. Và đầu bu của cần. Đầu bu của cần như thế này. Cái này có tất cả là 5 khuyên. Và cây số 8 này nặng là 618 gram và độ lớn ngọn là 3.1 ly. Thì cây này có ngọn là độ lớn tầm khoảng, độ cứng tầm khoảng 25 đến 30 ạ. Và cây số 7 này cũng, cây số 8 này cũng có giá là 480.000 và 36. Cây này có ngoại hình thì trời xước tí nhưng mà có đề xuất thế này. Mà khuyên của cần là có tất cả là 5 khuyên nha mọi người. Tiếp đến cây số 9. Cây số 9 ở đây em có cũng là một cây hãng của nội địa nha. Cây này là của TFC, tên của cần. Dài 3m6, độ cứng là từ 25 đến 30. Có thông số trên cần. Cây này khá là nhẹ nhưng mà ngoại hình thì có xước này nha mọi người. Đây, nó có đề xuất thế này. Thì nhìn trong người cây này ngoại hình có bị xước cũng tương đối nhiều. Nhưng mà cái vết xước thì lại li ti, nhỏ li ti.
Khuyên của Cần là khuyên fuchsia. Cây này có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khuyên đều rất là sáng ạ. Đầu bu của Cần như thế nào? Và cây số 9 này nặng là 485g và độ lớn ngọn là 3 ly. Và độ cứng là 25-30 theo thông số lên Cần. Và cây này có giá là 460.000. Ngoại hình cây này các bạn vào trước nha. 460.000. Tiếp đến nữa là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có là một cây của NFT dài 39, bao gồm có 3 khúc ở đây ạ. Thì cây này phần cán nó bị xước nhẹ, phần cán nhựa nó xước nhẹ thế này. Đây còn cái khúc gần cờ cán nó cũng bị xước thế này nha mọi người. Còn ở trên thì cũng tương đối, không có xước lắm. Nhìn chung ở trên còn khá là ok. Bát gặp fuchsia FS7. Và khuyên của Cần là khuyên fuchsia. Cây này thì có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Cây NFT dài 39, bao gồm có 3 khúc. Khuyên thì khá là sáng này. Đây có những cái vết xước nhỏ ở trên cần, đầu bu của cần như thế này. Cây số 10 này nặng là 586g và độ lớn ngọn là 4 ly. Cây này ngọn khá là ok. Còn 4 ly và độ cứng là 40-50 nha. 50. Cây này khá cứng. 40-50. Và cây số 10 này có giá là 560.000. Dài 39, bao gồm có 3 khúc như này. Ngoại hình là có những cái vết xước như này. Tiếp đến cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây của Daiwa. Dài 39, bao gồm có 3 khúc. Cây này thì ngoại hình khá là đẹp. Này, cây cán. Phần cán của Cần khá là mới. Khuyên của Cần cũng là khuyên fuchsia cả. Khuyên khá là sáng. Fuchsia loại xứ trắng bên trong. Có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình thì có những cái vết xước rất là nhỏ, mờ thế này thôi chứ không có đáng kể. Nhìn chung là màu sơn vẫn còn khá là sáng. Bắt gặp fuchsia FS7. Khuyên cái là loại số trắng gặp được như thế này. Khuyên fuchsia, loại số trắng. Rồi các thông số đang cần là cây đai qua và 39. Đầu bu của cần như thế này. Cây này thì chỉ quấn còn khá là ok. Keo thì một vài vị trí nó bị nứt nhẹ thế này thôi. Nứt nhẹ cái đường keo thôi, cũng không có gì ảnh hưởng lắm đâu ạ. Keo quấn chỉ cần. Cây này ngoại hình độ mới tầm khoảng 80%, 80-85% nha mọi người. Có những vết xước nhỏ thôi. Và cây số 11 này nặng 708g và độ lớn ngọn là 3 ly 1. Và độ cứng thì tầm khoảng là 30. Và cây số 11 này có giá là 560.000. Tiếp đến là cây số 12 ạ. Cây 12 ở đây em có là một cây của Olympic dài 39, bao gồm có 3 khúc này. Cây này phần cán nhựa nha mọi người. Và khúc gần cán thì nó có bị đây, bong tróc xước cái phần cán nữa nè. Khúc mà đầu tiên gần cán ấy. Còn ở những vị trí khác thì nhìn khá là ok, có bị xước nhỏ như này nữa thôi. Còn khúc trên này khá là ok này. Cây này có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu và các khuyên của cần. Đây là khuyên fuchsia này, khuyên còn rất là sáng. Đây, khúc đầu cuối cùng à, đầu bu của cần khá là ok, rất là sáng nhé. Và khuyên cái là khuyên nóc gặp được như thế này. Bát gặp fuchsia FS7. Chỉ có mọi tội là con khúc gần cán nó có bị xước nhiều, tương đối vị trí như thế này. Còn nhìn chung thì màu sơn của cần vẫn còn khá là ok. Chỉ quấn khá là chắc. Và cây số 12 này. Cây này cây 12, cây số 12. Cây số 12 này nặng là 522g và độ lớn ngọn là 3 ly 5. Cây này độ lớn ngọn là 3 ly 5 nha mọi người. Đây, độ cứng ở tầm khoảng cũng 30. Dao động 30, 40. 30 đến 40 nha. 30, 35. Dao động khoảng đấy ạ. Và cây số 12 này có giá là 520.000. Tiếp đến cây số 13. Cây 13 ở đây em có giống như cây số 12. Hai cây này có ngoại hình cũng tương đồng nhau. Và cây 13 này cũng có chiều dài là 39, bao gồm cả 3 khúc và tên thông số thì cũng khá tương đồng giống như cây số 12. Nhưng mà cây này có ngoại hình thì không được đẹp hơn một tí, mà bị xước cũng tương đối nhiều hơn một tí ạ. Chủ yếu là cái khúc thứ hai như thế này.
cũng có bao gồm có tất cả là bốn khuyên, bao gồm cả đầu bu và khuyên của cần là khuyên Fuji. Khuyên còn khá là sáng, khuyên cái là khuyên cái nóc gặp được này. Cái này thì ngoại hình có bị xước tương đối nhiều hơn cây số 12 một tí nha mọi người. Thì cây số 13 này nặng là 521 g và độ lớn ngọn là 3.5 và độ cứng cũng tầm khoảng 30 đến 35 ạ. Và cây này cũng là có giá là 480.000. Cây số 13 thì giống như cây số 12 ạ. Ngoại hình thì không được đẹp hơn một tí. Và cây số 13 này có giá là 480.000. Tiếp đến cây số 14, cây 14 ở đây và cây 15 em có hai cây này cũng giống nhau. Hai cây này là hai cây của Shimano dài 39, bao gồm có 3 khúc như thế này. Em sẽ giới thiệu cây số 14 trước. Và cây số 15 thì cũng gần giống nhau, tương tự như vậy thôi ạ. Cây số 14 này nặng là 623 g. Ở đây, cây này là một cây của Shimano. Cây này cán nhựa như thế này. Ngoại hình thì có trầy xước nha mọi người. Đây, cây này có trầy xước. Trong này xước ở khúc thứ hai cũng tương đối nhiều. Màu sơn không cần. Bát gặp Fuji. Cây này bắt gặp Fuji FF7. Khuyên của cần là khuyên Fuji cả. Cây này thì có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khuyên Fuji khá là sáng. Khuyên cái Fuji loại xứ trắng gặp được thôi. Khuyên khá là ok. Đầu bu của cần khá là lớn này. Cái khuyên nó cũng rất là lớn nha. Có tất cả là 4 khuyên. Tem của cần. Và cái này là một cây của Shimano đây ạ. Thông số của cần này. Tên của cần. Thì ngoại hình thì có bị trầy xước, nhìn chung là cây này cũng có xước. Cây số 14 này nặng 623 g và độ lớn ngọn là 3.6 ly. Và độ cứng, độ cứng là tầm khoảng là 40 đến giai đoạn 40 đến 45 nha mọi người. Cái này độ lớn ngọn 3.6 ly. Khoen thì khá là lớn như này. Và cây số 14 này có giá là 590.000. Và tương tự như vậy, cây số 15 cũng vậy. Cây 15 này, ở đây em có cũng là một cây của Shimano luôn ạ. Giống hệt nha mọi người. Thì ngoại hình thì cũng tương đồng nhau. Cũng có những cái vết xước. Ngoại hình thì cũng tương đồng, cũng có trầy xước. Cần Shimano là cần khá là chuẩn cần nha. Khuyên của cần cũng là khuyên Fuji, loại xứ trắng và khuyên khá là lớn và đầu bu của cần cũng rất là lớn này. Khuyên rất là sáng, ngoại hình là có xước. Cây số 15 này cũng nặng 628 g, thì cây này có độ lớn ngọn thì nhỏ hơn một tí, tầm khoảng là 3.4 ly. Nhưng mà độ cứng thì cũng tương đồng vậy thôi, như vậy thôi. Cái độ mới và độ trầy xước thì hai cần này cũng có độ tương đồng nhau. Cần của Shimano ạ, đây, độ cứng tổng cầm tầm khoảng là 40. Cũng khá là ok. Chui được không? Và cây số 15 này cũng có giá là 590.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 15 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng bằng các comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người. Em xin chào mọi người ạ.